Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thời sự Online. Sau đây là nội dung chi tiết. Nghi can Bùi Thị Kim Thu trong vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại được tại ngoại. Nghi can Bùi Thị Kim Thu mới được cơ quan tố tụng Điện Biên cho tại ngoại, giao cho chính quyền địa phương quản lý, theo dõi và không được đi khỏi nơi cư trú. Hiện bị can Bùi Thị Kim Thu, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, liên quan đến vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên, sinh năm 1997, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, đã được giao cho chính quyền địa phương quản lý, theo dõi, không được phép đi khỏi nơi cư trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Theo đó, khi chưa được sự đồng ý của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, Bùi Thị Kim Thu không được đi khỏi nơi cư trú. Nếu bị can vi phạm, các cơ quan chức năng sẽ bị áp dụng biện pháp tạm giam. Trước đó, qua điều tra xác minh, ngày 21 tháng 3 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án bắt tạm giam Bùi Thị Kim Thu về hành vi không tố giác tội phạm. Qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra đủ cơ sở để khẳng định Bùi Thị Kim Thu là người biết việc nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên bị sát hại. Lúc đầu khi mới bị bắt giữ, Bùi Thị Kim Thu nhất quyết không khai gì, cho rằng mình vô can đến vụ án. Qua quá trình đấu tranh sau đó, các đối tượng khác đã khai ra Thu. Bản thân ả cũng phải thừa nhận việc mình biết chồng và các đồng phạm của chồng đưa Cao Mỹ Duyên về nhà giam giữ. Bùi Thị Kim Thu khai nhận không chỉ nhiều lần chứng kiến cảnh nạn nhân bị cưỡng hiếp kêu cứu trong vô vọng, mà đối tượng này còn trực tiếp đút thức ăn cho Duyên trong quãng thời gian nữ sinh Duyên bị khống chế giam giữ. Điều này cũng hoàn toàn trùng khớp với kết quả giám định pháp y khi cơ quan chức năng phát hiện trong dạ dày của nạn nhân có chứa thực phẩm, mặc dù Duyên bị mất tích 3 ngày trước đó. Theo lời khai của Thu, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét, thu giữ được một số vật chứng dấu vết trong nhà Bùi Văn Công, chồng của Thu. Đặc biệt, cảnh sát đã thu được một số chiếc đệm bông gạo loại dành cho ghế ngồi là vật chứng 7 đối tượng sử dụng khi xâm hại nạn nhân trong phòng khách nhà Công. Được biết, Bùi Thị Kim Thu sinh năm 1975, Thu vốn bị bệnh tim bẩm sinh nên không lấy chồng. Cách đây vài năm, Thu gặp Bùi Văn Công, một đối tượng nghiện ma túy hành nghề chạy xe tải, hai người về sống chung nhưng không có con. Do sức khỏe không tốt nên Thu chỉ tham gia công việc lặt vặt như dọn dẹp phòng nghỉ khách sạn kiếm sống. Trước đó, một số đối tượng liên quan đến cái chết của nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên khai nhận, chiều ngày 4 tháng 2, tức 30 Tết Kỷ Hợi, tại phòng khách nhà Công, 6 đối tượng gồm Bùi Văn Công, Lường Văn Lả, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Vì Văn Toán cùng nhau sử dụng ma túy xong ngồi nói chuyện. Tại đây, Toán nói bà Trần Thị Hiền, mẹ của Cao Thị Mỹ Duyên, có nợ hắn một số tiền và nhờ Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng tổ chức bắt cóc Cao Mỹ Duyên giữ lại ít ngày để gây sức ép buộc bà Hiền phải trả tiền cho Toán. Mọi người đồng ý khi Toán nói sẽ trả công hậu hĩnh bằng tiền và ma túy. Sau đó, nhóm của Toán cùng nhau lập kế hoạch gây án. Toán phân công cho Vương Văn Hùng hẹn Duyên ship gà tới khu vực C13 gần nhà hàng Tây Hồ và cẩn thận dặn Hùng thời gian hẹn mua gà là phải sau 18 giờ. Công có trách nhiệm cùng là Nhiệm, Lường Văn Hùng phục tại điểm hẹn để bắt giữ nạn nhân. Riêng Công kiêm thêm nhiệm vụ đưa Hùng tới chợ cầu Mường Thanh để chỉ mặt nạn nhân. Tiếp đó, từ tối 30 Tết Kỷ Hợi ngày 4 tháng 2 đến rạng sáng ngày 3 Tết ngày 7 tháng 2, nhóm đối tượng Hùng, Công, Nhiệm, Dũng, Trường, Lả và Lường Văn Hùng đã giam giữ trói Cao Thị Mỹ Duyên và thay nhau giở trò đổi bại với nạn nhân ngay tại nhà Bùi Văn Công ở đội 11 xã Thanh Nưa. Rạng sáng ngày 6 tháng 2 tức 3 Tết, các đối tượng đã sát hại nạn nhân rồi cùng khiêng xác của Duyên để tại khu chăn nuôi của ngôi nhà hoang, sau đó về nhà Bùi Văn Công để bàn bạc, che giấu hành vi phạm tội và cách đối phó với cơ quan chức năng. Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã lần lượt khởi tố bắt tạm giam 8 đối tượng là Vương Văn Hùng sinh năm 1984, Bùi Văn Công sinh năm 1975, Phạm Văn Nhiệm sinh năm 1976, Lường Văn Hùng sinh năm 1974, Lường Văn Lả sinh năm 1991. Ngoài ra còn có Phạm Văn Dũng, Cẩm Văn Trương sinh năm 1974, Vì Văn Toán sinh năm 1982 về hành vi giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ người trái pháp luật và không tố giác tội phạm. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thời sự Online để cập nhật những tin tức mới nhất.